Chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị điện máy Ecomart. Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi chương trình khuyến mại chào mừng ngày 20 tháng 11 tại điện máy Ecomart. Giảm giá sale lớn cho các bác rất là nhiều các sản phẩm TV đến từ các thương hiệu như là Samsung, Sony, LG và TCL. Vậy mã TV nào đang có giá hỗ trợ tốt tại chương trình khuyến mại lần này thì mời các bác hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Mã TV đầu tiên đang rất là gần em đó chính là dòng TV của Samsung. Với model là 75AU7007. Với kích thước 75 inch thì sẽ phù hợp cho đình nhà bác nào để phòng khách, phòng họp, sảnh hội nghị hay là phòng khách sảnh khách sạn đều cực kỳ là phù hợp với kích thước 75 inch này. Dòng 75AU7007 đây là một dòng TV của thương hiệu Samsung ra mắt vào năm 2021 và sản xuất liên tục cho tới nay. TV của dòng này thì sẽ có thiết kế màn hình phẳng, tràn viền ba cạnh, chân chữ V hai bên cực kỳ là chắc chắn. Với mẫu 75AU7007 thì các bác để kệ hoặc các bác treo tường đều cực kỳ là phù hợp. Với bộ chip xử lý hình ảnh là bộ Capture Processor 4K sẽ nâng cấp toàn bộ các hình ảnh đầu vào cho các bác từ Full HD 2K lên chuẩn 4K để đem đến cho các bác cái chất lượng hình ảnh sẽ là tốt nhất. Đặc biệt hơn là với dòng TV này đã có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt rất là phù hợp cho gia đình nhà bác nào hay hát karaoke hoặc là xem phim trên YouTube. Nói chung là với mã 75AU7007, nó đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một chiếc TV thông thường và đã tích hợp sẵn cho các bác, cùng với đó có thể trình chiếu được từ điện thoại, từ laptop lên trên TV một cách dễ dàng rồi. Và với dòng TV Samsung 75AU7007 này, bên em đang có hỗ trợ về giá cho các bác là 16.990.000, có trả góp lãi suất 0% cho các bác nhà mình nhé. Đây là một cái giá mà phải nói là rất là ưu đãi để các bác nhà mình có thể tham khảo trong đợt khuyến mại này. Bởi vì thứ nhất đây đang là giá rất là tốt. Thứ hai là chương trình này bên em diễn ra trong 2 ngày là ngày hôm nay và ngày mai. Thì các bác hãy tranh thủ qua ngay siêu thị điện máy Ecomart để tham khảo trực tiếp sản phẩm cũng như lựa chọn nhé. Đây là mẫu 75 inch. Mẫu TV tiếp theo thì sẽ là mẫu TV đến từ thương hiệu Sony. Với kích thước cho các bác nhà mình là kích thước 50 inch. Với dòng 50 inch này thì nó sẽ phù hợp cho gia đình nhà bác nào có nhiều diện tích phòng. Có nhiều diện tích phòng từ phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ với kích thước là 50 inch. Model sẽ là 50X75K nhé. Model X75K thì đây sẽ là model ra mắt vào năm 2022, sản xuất liên tục cho tới nay. Và với dòng 50X75K thì đây sẽ là dòng sản xuất tại Việt Nam. Về thiết kế của dòng này thì sẽ là thiết kế cho các bác màn hình phẳng, tinh giản, tương đối là mỏng. Chân sẽ là chân ở vị trí hai bên cực kỳ là chắc chắn nhé. Chân hai bên rất là chắc chắn và rất là đẹp cho các bác nhà mình nhé. Các bác có thể nhìn thấy ạ. Với dòng 50 inch này thì các bác để kệ hoặc các bác treo tường đều được. Các bác để kệ hay là treo tường đều được luôn. Và với bộ chip xử lý của dòng này, đây sẽ là dòng có bộ chip xử lý X1. Với bộ chip xử lý X1 này thì nó sẽ nâng cấp tất cả các chất lượng hình ảnh cho các bác, đem đến cho các bác chất lượng hình ảnh chân thực nhất, có màu sắc sáng nhất và hình ảnh tương đối là sống động. Đặc biệt hơn là với dòng này, nó sẽ có thêm công nghệ 4K X-Ray và công nghệ Magnificent 200. Thứ nhất là nó sẽ tinh chỉnh cho các bác cái chất lượng hình ảnh tốt nhất. Thứ hai là nó sẽ giảm nhiễu, chống xé hình, chống mờ, chống giật cho các bác ngay cả khi các bác xem những cảnh nhanh hay là các bác chơi game. Về công nghệ âm thanh thì dòng này sẽ thiên về công nghệ âm thanh tự nhiên và trong trẻo. Đặc biệt hơn đã có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, có hệ điều hành Google TV để các bác có thể tha hồ trải nghiệm tất cả những cái tính năng của một chiếc TV thông minh. Mã 50X75K này thì bên em giảm cho các bác 22%, giá chỉ còn 10.890.000 và có trả góp lãi suất 0% các bác nhà mình nhé. Đây ạ. Ngoài ra với dòng TV Samsung này, các bác muốn trình chiếu này, hay là các bác muốn xuất âm nghe âm thanh này, hay là các bác muốn tải hình ảnh lên cũng đều được thông qua các cổng optical hay là cổng HDMI nhé. Bên cạnh đó có rất là nhiều các bác hỏi là thì không biết chương trình khuyến mại lần này có giảm giá cho dòng TV của thương hiệu LG không? Thì câu trả lời là có nhé. Với chương trình khuyến mại lần này, bên em có giảm giá cho dòng TV kích thước 55 inch của thương hiệu LG với model là 55QNET80SQA. Đây sẽ là model năm 2022 và đây sẽ là dòng TV màn hình QLED, màn hình mini LED, tức là màn hình sẽ với những cái bóng đèn LED siêu nhỏ, đem đến cho các bác cái chất lượng hình ảnh sẽ là sáng nhất và đẹp hơn nhất. Đặc biệt hơn là có bộ chip xử lý Alpha 7 Gen 5 AI 4K.
Với bộ chip xử lý thông minh này, nó sẽ xử lý tất cả chất lượng hình ảnh đầu vào cho các bác để đem đến cho các bác chất lượng chuẩn nhất. Đặc biệt là tấm nền của nó còn có thêm công nghệ quantum dot nanocell nữa, cho nên là cái chất lượng hình ảnh nó lại càng đẹp và càng sắc nét hơn nữa nhé. Với dòng này thì có thêm các công nghệ như là HDR10+ này, HDR10 Pro này, để đem đến cái giải màu tương phản rất là rộng cho các bác nhà mình. Đặc biệt hơn, đây là dòng TV có xuất xứ tại Indo và giá của mẫu 55QNET 80SQI này bên em đang bán cho các bác là 12.990.000 và có trả góp lãi suất 0% nhé. Các bác muốn bên em tư vấn chi tiết mã TV nào, các bác có thể để lại bình luận cho điện máy Ecomart để bên em có thể tư vấn và báo giá cho các bác nhà mình nha. Thì trong video ngày hôm nay, em chỉ tư vấn giá cũng như tư vấn sơ qua về cái tính năng để các bác nhà mình có thể tham khảo và có thể trải nghiệm thôi. Bác nào muốn em review chi tiết thì các bác có thể để lại bình luận cho điện máy Ecomart ạ. Một mã TV nữa cũng đang áp dụng chương trình khuyến mại lần này, đó là dòng TV có kích thước 65 inch nhé. Đây ạ, dòng TV có kích thước 65 inch với model là 65Q646 ạ. 65Q646 thì đây sẽ là model TV dòng QLED của thương hiệu TCL ra mắt vào năm 2023 nhé. Với dòng TV QLED này, đây sẽ là dòng TV có thiết kế màn hình phẳng, chân hai bên cực kỳ chắc chắn, cực kỳ đẹp. Đặc biệt hơn là với dòng TV này, các bác có thể thấy là nó tích hợp đầy đủ các tính năng, đầy đủ các công năng của một chiếc TV thông minh. Ngoài ra công nghệ hình ảnh của nó sẽ là có cái thứ nhất là màn hình IMEX, nó tương đương với màn hình ở trong rạp chiếu phim. Thứ hai là về màu sắc, nó đều sẽ hiển thị 1 tỷ sắc màu cho các bác, đem đến cho các bác cái chất lượng màu sắc sẽ là tốt nhất. Còn về công nghệ âm thanh thì đây sẽ là dòng loa Dolby Atmos với công suất âm thanh lên tới 35W cho các bác nhà mình. Đặc biệt hơn, âm thanh của dòng này nó tương đối là mạnh và tương đối là hay, có tích hợp sẵn giọng nói ở trên điều khiển rồi, tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt rất là tiện luôn. Và giá của mẫu này bên em đang bán là 11.690.000, trả góp lãi suất 0%. Thì với chương trình khuyến mại chào mừng ngày 20 tháng 11 này, đặc biệt siêu thị còn có thêm cả cho các bác, đó chính là gì? Đó chính là mua nồi chiên không dầu với giá 50.000, chảo với giá 5.000 và ấm siêu tốc với giá 5.000. Chảo sẽ là dòng chảo chống dính đáy từ dùng trên tất cả các loại bếp. Ấm siêu tốc thì sẽ là dòng ấm 2 lớp dung tích 1,8 lít các bác nhà mình nhé. Cho nên là các bác nhà mình nào đang muốn tìm những cái sản phẩm điện máy với giá tốt thì các bác hãy qua ngay siêu thị điện máy Ecomart hoặc các bác gọi điện trực tiếp tới hotline bán hàng với số điện thoại là 0974178586 nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.